trong một đó. Tối nay khai mạc lễ hội sầu riêng Krông Bắc lần thứ 2. Rồi giờ mình ra đường Lê Duẩn. Đây là đường Trần Phú. Đêm 31 tháng 8 năm 2024. Lễ hội sầu riêng Krông Bắc Đắk Lắk lần thứ 2 năm 2024. Phía xa xa là sân khấu. Thank you.
Đúng rồi, sân khấu là phía bên trái. Tâm thế về chất lượng phẩm chất vượt trội so với các địa phương khác đã được các doanh nghiệp thương lái và người tiêu dùng đánh giá có chất lượng tốt, thơm, ngon, thơm vàng, có thể ngọt và nước cao đặc trưng chỉ có trái từ Vinh Gông Bách có được mà các địa phương khác không có. Và tiếp nối thành công của lễ hội sầu riêng. Và nhiệt liệt chào mừng Obrai Sunet, giám đốc khối các nước phát triển ASEAN và Pakistan. Trân trọng giới thiệu ông Đặng Văn Bảo, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Corteva Agriscience Việt Nam. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Bình Nguyên, đại diện công ty cổ phần.